những bậc cha mẹ chiều con, tức là chỉ ăn đúng khẩu vị thôi, tức là chỉ thích ngọt này, bùi này, đúng khẩu vị. Còn khác khẩu vị một cái là gì? Chê. Nhưng mà nếu một người mà ăn được đắng, cay, ngọt, bùi, mặn, chát thì vào miền Nam ăn ngọt vẫn ăn được, vào miền Trung ăn cay vẫn ăn được, ra miền Bắc ăn mặn vẫn chịu được. Thế thì ở đâu mà chả hạnh phúc? Nhưng nếu không ăn được cay vào miền Trung là thấy gì? Thấy khổ. Vậy sướng khổ là toàn bộ do rèn luyện mà ra.